Audio Bản An Giang xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh test âm thanh của Audio Bản An Giang. Trước mắt quý vị và các bạn đây là đôi loa kiểm âm của Yamaha. Model của nó là NS500M. Một đôi loa khá hay của Yamaha. Chất âm rất là mềm mại, rất là sâu lắng, có thể chơi được đa thể loại nhạc, nhạc vàng, trữ tình, nhạc xưa hay là chơi nhạc mới, nhạc remix luôn. Và đặc biệt em nói hát karaoke thì rất là hay luôn. Đôi loa sở hữu bass 30cm, trung đơm và chép đơm, có hai vi tinh chỉnh nằm phía trước, màng carbon và viền này viền vải ha, vải hiệu quả, hiệu quả cực bền. Thông số của nó là công suất chịu đựng tối đa là 200W và 100W. Sở hữu bass 30, chiều cao khoảng 64cm, chiều ngang khoảng 38cm và chiều sâu khoảng 32cm. Cân nặng đôi này thì 50kg nha anh em, mỗi thùng nó khoảng 25kg. Thành quát góc cạnh thì vuông vắn ha, vuông thành sắc cạnh. Vuông vắn ha, vuông thành sắc cạnh, không bể nở gì hết. Rồi loa này nó trùng số Seagate luôn anh em, 107492 nè. Trùng số series luôn nha, thùng quắt cọc cạnh thì còn tuyệt đẹp. Thành quắt ha. Nói chung thì lo bãi thì nó đẹp, đến những cỡ này thì nó cũng là khá, nó đẹp lắm rồi đó, khá đẹp rồi đó nè. Chứ anh em muốn đẹp như thùng là cũng khó lắm nha. Có một số chỗ nó nhạt nhạt tí xíu ha, nhưng mà nó không ảnh hưởng nha anh nè. Cái này không biết nó nhạt hay là nó bị cái gì nhám vậy ha, nó trà, nó sơn gì đó. Nhưng mà lo nguyên zin hết nha anh em, nguyên bản nguyên zin hết. Và đôi loa này nó có một cái vết đây, một cái vết này ha, cái vết như thế này. Cái vết này là do anh em kỹ thuật dặn ốc này là anh em, nó trượt vít thì nó vào đây nè, bị một đường này thôi, nhưng mà nó còn nguyên thịt hết, nguyên thịt hết thì em đã cho anh em kỹ thuật xử lý lại cho anh em luôn. Có nghĩa là nhìn nó khít khình khịch thôi ha, vết chỗ này lý do nó dơ anh em nhìn nó vậy đó, chứ anh em mà chùi nó sạch ra thì nó nhìn thấy một cái đường chỉ nhỏ xíu thôi. Nói chung là nó không ảnh hưởng đến chất âm đó anh em, vì màng zin của nó còn hết mà, mình không làm gì hết nha, mình chỉ xử lý keo cho mày thôi. Mà thì cái vấn đề thì bên kỹ thuật nó làm, nhưng mà bảo đảm bảo hành cho anh em là xài bình điểm luôn, bao cho anh em. Rất là tiếc ha anh em. Thường là những cái vết loa rít hay là loa lủng là thường nó nằm mấy cái vít này nè, cho nên anh em khi tháo loa ra, khi về tháo loa ra hay là làm cái gì anh em cũng phải cẩn thận một chút, cầm chắc vào. Nói chung thì chúng em là những người chuyên nghiệp thì đôi khi nó cũng phải có một cái sự cố gì đó, nó cũng đáng tiếc, nhưng mà chúng em rất cẩn thận, nhưng mà đôi khi nó cũng phải có sự cố thôi, cái điều đó là không tránh khỏi. Anh em cũng vậy, anh em về nếu mà có tháo hay là làm gì thì anh em cũng phải hết sức là cẩn thận. Bị như thế này thì nó rất là tiếc nha. Thường bảo đảm anh em, thường những cái lo mà nó bị rất kiểu này nè, vòng vòng đây nè, là ngay mấy con ốc không, anh em để ý đi, ngay những con ốc dòm vô là vặn ốc đó, do vặn ốc đấy.
anh em nhìn xa nhìn không 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 thấy không biết được đâu nha anh em, nhìn sát vào gần mới biết được là nó bị chỗ đó thôi. Thì bị một quét đó, đó là nó rẻ hơn mấy triệu đó anh em, lỗ đó nè, lỗ mấy triệu đó nè. Đôi loa hát karaoke cực hay, bảo đảm với anh em luôn, bao anh em luôn, đôi loa này hát karaoke cực hay, bass đánh sướng không cần súp luôn. Thì đôi loa này bên em bán ra với giá như dạng là thanh lý cho anh em thôi, bán cho anh em với cái giá là 5.8 triệu, 5.8 triệu ship toàn quốc và không bao phí ship nha. Thì nó rẻ hơn thị trường mấy triệu rồi, thì anh em xài đồ thì cũng biết. Đôi này còn thùng quách thì còn rất là đẹp hết, các tiếng loa nguyên zin hết 100%, chỉ bị chỗ đó thôi, rất là tiếc. Nhưng mà nói chung anh em nào không quan trọng thì mình mua về mình hát karaoke hay là mình nghe nhạc thì cũng rất là tuyệt vời. Đôi này nghe nhạc thì không phải nói rồi, em cố tình em test nhạc mới cho anh em nghe. Và những dòng nhạc này thì thường anh em karaoke rất là nhiều, cho nên là em test dòng nhạc này cho anh em nghe. Nói chung thì nó bị vết, anh em đẩy dây căng vào thì nó cũng khó mà thấy được. Thì giá nó là 5.8 triệu. Và em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em đã theo dõi. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh để xem những sản phẩm mới nhất của cửa hàng Audio Bản Giang. Và đừng quên nhấn nút cái chuông để khi có video mới thì nó sẽ hiện lên, nó thông báo cho anh em. Và nếu yêu thích thì anh em nhớ cho em một cái like. Xin cảm ơn.